Thảo Junior có được cái mạng của Suzy ở bên phía bên này thì Susu. Vâng, hết Susu rồi lại đến Suzy, bây giờ là double kill cho Susu. Bỏ qua cầu Solitary, đội bạn phải nói easy. Đầu tiên chuyển vào Solidarity, còn đó là Sinh rồi muốn double kill Solidarity và chung từ gói cũng đến Kadan cũng đang phát hiện triple kill cho Solidarity. Chủ động ra sao? Double kill cho Suzy, hai tay súng của bên Nick Tom sợ bị bóc. Một trái flash nhưng vào kiểu gì? Flash pop, chết ngay lập tức, double kill cho Min. Lợi thế, Present. Nhưng đẩy luôn một cây dừa và Present, trời đất ơi. Còn Pop mang tên Present, Thảo Juno cũng đã đi. Thế thì tôi nghĩ quay Susu sẽ một cái góc quay đẹp hơn. Đúng là như vậy, Flash Pop tầng 2, double kill, sao cả hai cùng nhìn một hướng vậy? Một người tầng 2, có nhìn lại không được, có Hyper nhìn lại rồi. Một người quay lưng, Suzy, anh ta bắt được một rồi. Hyper không có một khẩu ngắm nào cả, Suzy không phải sợ cái double kill dành cho bên phía Suzy và cái triple kill anh không. Đây, câu trả lời sẽ là ơi, đồng đội chết mất rồi, Suzy cầm cả côn lên. 17 giây vẫn sẽ là cái triple kill cho Suzy. Quá tuyệt vời. Đáng em, và tôi nghĩ nó là kết thúc rồi. Hyper có double kill. Ra vẫn muốn làm thêm mạng nữa. Misado và bố ra hai người mặt kỳ vẫn chưa có thể back up được, nhưng double kill và đồng thời là cái mạng thứ ba trong round đấu này của bố ra. C4 thì đang được anh chàng Amazing mang đi ở rất xa, chỉ có một double kill cho Mier. Amazing bây giờ mới tới nơi rất nhiều. Và Casino phân bích cực về được nhưng mà có cả bố ra, bố ra trên thay Casino đổi mạng ngay. Đầu tiên đã đặt được vị trí rồi, City One đổi một, double kill City One. Tạm thời là họ né đi những tình huống phân pick và Amazing vừa bị bắn vào chân rồi, chứ 99. Ông chơi quá tự tin, quá vào tay rồi. Nghe là người đầu tiên mất máu, Casino giảm ra flash pop là rất tay, City One có double kill ra đầu đổi một. Đến từ bố già sẽ là gì đây, hai mạng rồi. Nào, bắn kế. Con số may mắn. Bây giờ thì anh với cả 7 phút 5.